Đinh Văn Ca Rễ là người dân tộc Hơ Rê ở xã Ba Sơn, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Em là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Bia. Khi chào đời, cơ thể em nhỏ bé chỉ bằng khoảng một gang tay người trưởng thành. Ca Rễ có người anh trai là Đinh Văn Anh, có thể trạng bình thường. Đến 5 năm tuổi, Ca Rễ chỉ nặng 3kg, cao 50cm và cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Do chỉ đi được vài bước nên cha mẹ phải luôn điệu trên lưng. Cậu bé tí hon Ca Rễ mắc chứng bệnh hiếm gặp, xét kheo, người lùn đầu chim. Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gen lặn trên các nhiễm sắc thể số 3 và số 18. Cả nước chỉ phát hiện 8 trường hợp tương tự nhưng tất cả đều phát triển và cao khoảng từ 70 đến 90cm. Từ năm 2016, khi tròn 7 tuổi, Ca Rễ được thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Ba, đưa về học và ở nội trú tại trường, chỉ về nhà vào cuối tuần. Thầy Cương cũng là người chăm sóc đưa Ca Rễ đi khám chữa bệnh suốt 4 năm qua. Ngày 9 tháng 11, tin từ Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đinh Văn Ca Rễ 11 tuổi, ngụ xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vừa qua đời. Ca Rễ mất sau cơn đột quỵ bất ngờ. Ca Rễ đến với cuộc đời một cách quá ngắn ngủi và bằng sự thiệt thòi. Tuy nhiên, những tháng ngày cuối cùng, em được sống trong vòng tay yêu thương, nhân ái của gia đình, thầy cô, bạn bè. Chuyến đi cuối cùng, tiễn cậu bé tí hon Ca Rễ về với núi rừng. Sau những ngày túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho Ca Rễ, ngày 8 tháng 11, vợ chồng thầy giáo Đinh Văn Cương cùng người thân đã vượt 70km để đưa cậu bé về với gia đình ở thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Tiễn em đoạn đường cuối về với núi rừng, trời mưa tầm tã, đường rất khó đi, nhưng vẫn có rất đông người thân, dân làng ra đầu đường để đón Ca Rễ. Thế nhưng do ảnh hưởng của mưa bão khiến đường đất sạt lở, mọi người phải đi bộ qua đoạn đường rừng dài 10km để đưa Ca Rễ về nhà. Hành trình của Ca Rễ đã kết thúc, nhưng câu chuyện về cậu bé tí hon với nụ cười tươi rói thì vẫn luôn ghi dấu trong lòng của những người luôn yêu mến em. Tạm biệt Ca Rễ.